Rồi hai anh em xin chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Bữa nay anh em tiếp tục đi cắm câu cả nhà, mà bữa nay mình đi ở trong kia thì nó giờ nó khô hết trơn cả nhà. Mình cắm theo mấy cái đực kinh đó cả nhà. Thì cũng dính cá mà dính cá nhỏ nhỏ không à. Đó bữa nay hai anh em thì trở lại cái khu vực đây nè cả. Khu vực đây có cái đìa. Cái đìa để mà cắm câu đó cả nhà. Thì cái đìa này người ta tát rồi hết trơn rồi. Giờ hai anh em đảo ra đây cắm câu thử có dính cá không cả nhà. Thì khi mà cắm câu dính cá hai anh em sẽ quay lại cả nhà mình xem cả nhà. Giờ đi qua cầu khỉ nha. Đi qua đây là đầu. Cái chuyện gọt xong luôn á. Cầu khỉ đông đưa. Rồi cả nhà, giờ anh em cũng tới cái đìa này nè cả nhà. Cái đìa này thì mùa nước á cả nhà. Mùa nước nổi người ta trà đây nè, nhưng mà giờ người ta tát, người ta bắt cá rồi hết trơn. Giờ anh em lại cắm câu thử coi coi có móc cái cả nhà có cá hay không nữa nè. Nói giờ tạm thời hai anh em sẽ để đồ ở đây nè cả nhà. Anh em sẽ đi cắm vòng khu này nè. Dài lên lúc trên kia cho nó nghe nè. Rồi trên đầu cắm chưa. Đầu đã sẵn câu rồi luôn. Bữa nay hai anh em đi thì cái đem đèn dưới nhằm mũi theo rồi cả nhà. Tí xíu mình có cá cái mình đi về trại mình nấu ăn. Tại vì cái trại cũng gần xịt bên đây nè. Cái trại ngoài đó đó cả nhà, hướng đó, đó. Thấy nó gần quá cho nên hai anh em không có đem đồ theo. Chừng nào mà nó xa xa thì hai anh em sẽ đem theo. Khu này giờ người ta làm lúa hết trơn cả nhà, xanh dần hết trơn luôn. Rồi giờ hai anh em phóng câu đi phóng câu cả nhà. Phóng câu cả nhà ơi. Rồi là tạm thời mình cứ để ở đây đi, tí xíu mình xong cái mình đảo lại. Cá cũng ngốc quá trời luôn. Ồ, mà không biết cá đó cá bự cá nhỏ nữa. Bây giờ nghe cái lóc táp hay đâu. Khu này ta thấy cái gồ cái gì ngớp không. Cái lóc trở nó chừng chừng không rồi. Này mà lấy từ lưới dần một cái dính xe gì của anh đâu. Lấy bốn phần được chúng là gần 4 phần 5 phần thì cũng được. Cái chỗ này là cả nhà có nhớ hồi lúc còn nước đó cả nhà, còn nước á, hai anh em cắm vòng khu này nè. Dính cá thì sợ luôn, dính cá bành không. Rồi cả nhà thì nãy giờ hai anh em cũng đã phóng cái luồng câu rồi đó cả nhà, thì phóng xung quanh cái khu vực cái đìa này nữa nha, cái đìa này của mùa nước rồi đó cả nhà, nhưng mà người ta tát rồi hết trơn rồi. Giờ cái đìa này là như là ta tát rồi ta bỏ đó. Đó giờ hai anh em đi cắm câu để mà mình móc những con cá mà còn sót lại đó cả nhà, coi cắm thử đêm nay coi có cá không nha.
thì nãy giờ anh Đậu cũng đi móc mồi lai gai lai gai lai gai nè, nè không chưa biết cá mắm sao nha cả nhà. Đó móc mồi đi cả nhà ơi. Ồ đây có rau nữa nhóc cho anh Đậu ơi, câu dịu câu gì nè ha, thức là gì cứ quà nhỏ lá vậy đó phải không, quà nhỏ lá. Đó giờ hai anh em đi móc mồi cả nhà, móc mồi tí xíu hai anh em sẽ đảo vòng lại thăm thử coi có nó có dính cá hay không. Bữa nay thì chắc anh em không có nấu ăn ngay đây nha, tại vì nó ở đây cũng cũng gần gần trại của ông già ông làm lúa đó cả nhà, cho nên hai anh em tính là thăm xong hai anh em đi về đó nấu ăn cho nó có đủ đồ đủ đủ đồ cả nhà. Còn đây thì nấu thì đem theo thì cũng được, nhưng mà hai anh em đi bộ á đem theo nó cồn kềnh quá, cho nên anh em tính là gọn gọn thôi, cắm đi cắm cắm thử coi rồi coi nó làm sao. Nhái đủ rồi đâu đủ. Nãy mình lấy anh lấy còn một bọc còn nhiều không? Hết luôn à. Hết luôn hả? Ừ. Nãy em gài hai anh em cắm câu tận lỗ tiền nhái không cả nhà, clip trước thì hai anh em cắm tận dính cá nhỏ nhỏ không. Mấy cái chỗ đó cá lớn nó rút đi hết trơn rồi nha, nó rút theo xuống mấy cái đìa mấy này nọ nó trốn nó ở dưới đó hết trơn rồi. Còn ôi lúa ra sao kỳ vậy, chích chòm chích đốm hết trơn. Ở cái đó là cỏ cỏ hả? Thôi chích cỏ chết cỏ hả? Chích cỏ qua có sao. Thấy cá cũng ngớp dữ lắm này cả nhà, này cá trắng nhiều lắm, cá trắng đó. Cá mà cái linh cái này cái nọ cái sạch luôn. Rồi cả nhà thì nãy giờ anh em cũng móc mồi xong rồi, giờ trời cũng đã sập tối nè cả nhà, giờ anh em sẽ đi thăm đảo lại một vòng. À, kiếm về con cá chút xíu cái mình về chạy mình nấu nướng nha cả nhà. Giờ hai anh em xin mời cả nhà như cô chú anh chị và các bạn đi theo hai anh em đi thăm câu thử coi bữa nay coi dính cá như thế nào cả nhà. Nãy thì anh em cũng để đồ đây nè, giờ để đồ đây luôn cả nhà, chút xíu đi vòng lại cái mình lấy đi đậu ơi. Đây ủa cái cây này dính cá luôn cả đậu ơi, ôi ôi dính cá luôn cả nhà. Trời ơi, cho dính nữa kìa. Ôi ôi, cá nó dính nha cả nhà. Dính một em cả nhà ơi. Cá cái nhỏ tát rồi cả nhà ơi, mình móc móc lại. Ui, quá cá. Cá này cả nhà dính thấy mời luôn kìa, nó dính trước quá trời luôn kìa, mà cá không được lớn nè cả nhà. Đưa cái túi đó đây mày. Gì? Đưa túi đây đây. Điền này thẳng tới luôn nè, chui qua hả? Chui qua luôn. Để nhánh này cạnh. Thôi đi luôn đi đi. Ôi ôi đây nè. Dính nè. Ôi ôi. Con nhỏ nhỏ không? Ôi trước chị dính nữa kìa. Dính quá trời dính này cả nhà. Tối có cá bự. Chảy hả? Chảy á. Quấn vô cây đó. Thôi được. Dính rồi cả nhà. Ồ, dính rồi cả nhà. Ôi. Cá coi coi không tiền. Cá coi không. Dính liền cây luôn, cá coi coi không.
nuốt luôn cái gì mà. Này giờ dính được nhiều nè cả nhà. Nhỏ nhỏ không. Cá dính liền cây luôn cả nhà mà các nhỏ nhỏ không. Cá lớn người ta tắt đều, ta bắt hết rồi. Cắm cá này về làm khô cả nhà. Đây nè, dính nữa này cả nhà. Ôi vô nó dính liền cây luôn. Bữa nay vô bày cá nhỏ hay gì? Bày cá nhỏ. Dính bên đó nè cả nhà. Kìa. 10 cây rồi, dính hết 8 cây rồi. Lý ra cả nhà ơi. Lâu lâu được em này, có lý à. Được em cả nhà ơi. Đó. Rồi, rồi bóp lại. Chắc ngang. Đó, lâu lâu được em. Được em. Ngày cái hơn 200 g quá. Hơn 300 g. Lâu được em. Rồi nặng nặng tay vậy đó. Tay. Dính cái này không? Thôi bự nhỏ nè. Biết chưa biết chưa biết. Có lý không? 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 Ui. Ui. Em nè. Cá này cá đẻ. Cá này cá đẻ. Hơi ốm rồi. Đây này ngay ngay giọt nước nè, giọt nước luôn. Đây rồi rồi. Ui ui cái lóc già, cái lóc già. Ui cái nhau. Được cái lóc già cả nhau. Quá đã. Quá cả nhau. Lóc già. Ở đây luôn hả? Ừ, ở đây ở ở chắc chắc ăn. Cầm chịu nấu cái nó đâu. Gật hả? Nó gật á. Lóc già cả nhau, quá im. Cô Lý, cô Lý, cô Lý. Nghe dụ nước lúa chảy xuống này, dòng nước này. Quát luôn hả? Dữ vậy. Dữ vậy anh Đọc. Ghê vậy.
quát luôn. Nghe cái lượng nước chảy xuống mát ha, riu riu ha, lợ liền lụm. Đó nha. Đó. Đó. Ôi 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 ôi. Cá này 200 gram rồi. Ồ. Đó. Ừ. Hay. Nè cả nhà, nó giờ được nhiêu được nha. Rồi. Đóng luôn nè. Dính nữa nè cả nhà ơi. Dính liên tục luôn. Về dính nữa nè cả nhà. Đó. Đó. 200 gram chứ. Cắm cảm chắc nha. Nước hay gì? Đường này dằn cắm này chắc 5-6 kg rồi nè. Mà cá không lớn. Ui dồi, mũi ư quá mũi rồi. Đây nó còn. Đây nè. Cái còn không? Cái còn không đây nè. Cái quần quần này cả nhà. Đây, tăng, đây. Đi. Đi. Đó, nọc. Cái nọc còn nhỏ đây. Ủa, đó, rồi chụp đỡ luôn. Hết chưa? Có dòng 17 không? Không. Mấy bạn khó không? Cái này không? Mờ có mấy bạn. Cắm cái kia. Chỗ cắm. Này nhìn nha. Thật. Đi. Ừ. Buông ra đi, nó đâu có trên bờ. Để vỏ cho chắc ăn à. Để vỏ chắc ăn, để vỏ gỡ. Này móc mồi không? Gì? Cái này nè. Cái này gần gần bằng điểm mồi. Bằng điểm.
nữa. Nữa. Ồ. Cảm ơn mà được. Liên tục. Đi bên đó nữa. Đó, bên trước đi. Quả trời dính cả nhà, dính liên tục. Rồi cả nhà, thì nãy hai anh em cũng đi thăm một vòng rồi. Cũng dính tầm 3-4 ký cá cả nhà. Đó, giờ hai anh em nãy nhậu, uống nước chứ hút liều thuốc. À, bây giờ anh em sẽ tiếp tục đi thăm một vòng nữa cả nhà. Giờ xin mời cả nhà đi thăm cầu cùng với hai anh em nha. Như nào mà dính cá anh em sẽ quay lại cả nhà mình xem cả nhà. Cái này nhá chết luôn. Đó. Nó cá trong gọng mình. Phải không? Cá trong túi lưới. Nó quậy thì tự nó dính. Khó, đó dính trước rồi, dính trước rồi. Dính trước rồi cả nhà. Đó. Cái này có lý á. Cái này có lý này đâu. Vô bậy. Cậu gãy con cục. Gãy. Đó, rồi coi vậy có lý không? Ủa, giờ này cá có lý quá, giờ này cá thấy trọng trọng hơn nè. Hồi đầu hôm hồi giờ chiều cá nhỏ quá, giờ này thấy có lý hơn nè. Đồ vậy tiếp tục cả nhà ơi. Hai em dính nữa gì đó dục rồi dính bên đó kìa, dính cây bển. Coi coi bự nhỏ đây đó, nó thấy nó mìm có lý nó đậu. Ừ, nó có nhảy lung bà ten. Đó, liệt lắm. Được, vừa. Đó, giờ này là cá có lý nè. Lại sớm mà mấy con cá nhỏ nó ăn trước. Đi. Hết mòn. Cái hết mòn cái. Ừ, người ta thấy luôn. Sảy luôn. Vỏ dày.
vừa vừa vậy nó xảy cái gì biết không? Có lý, có lý đậu rồi. Đó. Nút luôn. Ví dụ. Đó, nó còn nút. Cái này không có lý hành động. Vô cái lóc nhồi già, bự bự. Mời qua mình chỗ anh nói cái lóc già mà nó 8 triệu đó. Bờ con đó cái cho nó đã tại. biết nó ăn không à. Phi phi là cá bự ăn không? Xóm mấy con cá lôi trôi ăn không? Hết mồi. Cái này mới xảy gì đó, thấy không? Đây. Ôi. Nó đậu lên đậu rồi. Nó lên bò luôn kìa. Cá này cũng 100 gram gì. Má đào bây giờ nghe tắp ủng đi. Mũi e đó, nó giúp người đi lên đường này nè, nó dễ lui lên đi đó, nó bậy ủng rồi nhìn đó, mai dương không à, cây cuối cùng dính luôn. Cây cuối cùng là cây cuối cùng của cái lối này cả nhà, còn ở ngoài kia còn đâu à, đâu phải đâu rồi, đây nè, nằm đây nè. Cùng nằm đây, cuối cùng nằm đó hả? Rồi. Lại mai dương nữa rồi. Buông. Rồi, đó, mai dương. Con cá này bự nhỏ thì mình. Vui ạ. Tính rồi. 200 gram dạ. Mà dương giữ thẹn càng. Đụng tới đâu nó chích tới đó. Lý ra nào, lý nha. Lý. Nước đất thấy mềm xèo vậy. Mềm như vậy đó. Rồi cả nhà, đây là cái thành quả của hai anh em rồi cả nhà. Ôi quý nhiều quá cả nhà. Ôi quý nào. Đó. Nhỏ thao bự, bự có nhỏ có hay cả nhà. Cho lấy cái kia mình gọng chứ gọng cái này sẽ được không? Cái rộng cái đó, dưới đó cái rộng nó rộng cái gì dưới đây là dưới có cái chặt không à, dưới cái chai không à, lấy lên lấy cá đó nữa ăn ngồi nó đi, lấy cái đó là mầm đang, cái đó lên đầu cá lóc mình rộng lên con có chặt bự trong cái hao, cá lóc mình ăn biết mình cũng ngán á, này cá ấy nè cả nhà. Cái chốt nè liền để vô cái chốt đâu mà giữ sao không biết, đây đây có cá chặt nè, chặt bằng vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lấy cái gỗ này đậu rồi, lấy gỗ rồi đổ nó ra đậu, đổ cái đó, cái gỗ rồi đổ nó ra cho mình nướng ăn đó, gỗ kìa, gỗ lọt hả? Bỏ thôi đi. Cái gì? Cái gì? Cái này cá chạch của em chịu đủ vớt, còn 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 trên kìa. Còn đó. Rồi. Rồi cá chơi chết luôn cái gì? Còn sống. Bắn cá chạch kia thấy coi anh nào. Ui giời, mũi nó cắn. Rồi. Đây là cá chạch. Cá chê. Rồi. Ăn cá lóc không? Hàng con cá lóc nó đi. Còn cá đó nữa kìa. Còn cá như kia nữa hả? Gì đổi hết luôn. Đâu tao đi dò anh đổi đi, anh đổi gì trước đi. Cửa đó quá hả? Mấy con. Rồi nha, giờ hai anh em sẽ gọng cá và sẽ đem mấy con cá này vô nướng cái ăn cơm mà cả nhà. Rồi nha, giờ hai anh em nấu cơm. Coi coi trong cái chạy coi, còn cái gì thì hai anh em lấy cái đó ăn luôn ha nha. Xài nè, cá nướng, cá mắm xài đi anh đậu ơi. Ừ. Cũng được nữa. Chiều cơm vậy. Ngày hôm nay ăn cơm còn chừa cho mình tô canh hay gì đây nè. Chút xíu này. Rồi, bắt cơm lên. Bắt cơm lên. Nắp đâu rồi? Vô mụn cả. Nhỏ cả quậy gột gột dưới. Rồi, giờ mình làm nước mắm cả nhà ơi. Bầm ra luôn ha. Ừ. Ha, đâm. Làm gì làm. Rồi đâm lũng cái, lũng cái ấy luôn ha. Xài ăn cá nướng nãy nãy mình đâm mới đúng rồi. Đâm mình nó bởi cái dĩa luôn, đừng có câu đừng để đâm thì cũng được cho nó có mùi thơm thơm mà được rồi. Đây là chúng hộp chín rồi cả nhà ơi. Đào rồi mình nướng cá. Nướng cá chê với cá chạch nha cả nhà. Cá chê. Được mà em đổ giới được mấy con ngon ngon không ạ? Mồi này mồi bén anh đâu. Ai bớ ăn chịu luôn cơm mới về. Dạng chơi này cả nhà. Cá chạch còn ngon hơn đâu. Chạch cơm à. Chạch đồng. Chạch đồng. Cá chê chưa vàng, chưa chín. Chưa. Chút hâm cái nào lại luôn nè, nào dở cái nào lên coi. Cá chốt nè, kho ngon lắm nè.
chốt chút khăm ra luôn, ăn ra luôn, ăn ra quất luôn. Lửa yếu cái gì nội, than yếu cái gì không? Rồi cả nhà, giờ bây giờ hai anh em cũng có nấu cơm nướng cá. Cái này thì của thằng em với ông ba hồi chiều ăn á, còn á chưa lại cho hai anh em đó. Rồi bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng cơm với hai anh em nha. Ăn anh đậu ơi. Xin mời cả nhà dùng cơm luôn cả nhà ơi. Này cũng tối lắm cả nhà cho nên không có uống rượu. Này canh canh cá rô. Canh rau diệu, rau diệu. Ủa mình không có gót nữa, nước mắm chấm canh. Mở nhà ăn cá chập luôn cả nhà ơi. Cá chập ngon. Đây, chai nước mắm đồng cả nha. Đây. Cánh gọt thêm. Rồi. Đi nồng nào. Rồi mà. Đây chai ớt để nó có màu coi. Tốt à. Ngon ghê, cá chốt nữa nha. Nhiều có lý nọc ngon. Chờ thêm cắn lần cho nó rã tự. Ớt này ngon hả nọc? Ớt ăn thơm. Không cay mà không cay ớt kìa. Đậm đậm. Anh ăn cá chạch Trung Quốc cá chơi kìa. Cá chơi dài ngon. Mẹ nữa khúc mẹ đi. Mình đưa. Mình đưa vô đây nè. Quốc luôn. Rồi thấm nước mắm mà đậm ngon. Chơi nước ăn mắm chạy hết bài luôn. Ngon. Làm khúc cá rô à. Rô ngon quá. Cơm toàn cá không cả nhà. Cá rau. Bữa nay hai anh em cắm câu cái khu đó đó cả nhà, dính cá quá trời luôn. Cá không được rồi. Đầu hôm dính cá nhỏ nhỏ ha. Ừ. Thứ nó kìm đi lại dính cá đỡ chứ. Sáng nay chắc hy vọng dính dạng cá bự bự cá già. Xài vô
còn thêm khúc ớt. Chốt mình có miếng bơ gọi bầm để vô quá đã luôn, ngon. Sao trên này, ở trên này có chút giấy hiếm anh Đình Đồng. Chào cả nhà, sáng hôm nay hai anh em tranh thủ đi thăm cầu sớm cả nhà, đi thăm cầu thì coi cá mắm dính như thế nào cả nhà. Hôm hôm thì nó dính có lý cả nhà, cũng đầu 7 kg á, mình móc trước trời sao dính mà mình đặt con cái cá không có lực lớn vậy nó hết mồi luôn. Ồ, cái bị đâu rồi? Ồ, đây có da gắn nha, da gắn lột á đó. Đó, da gắn lột, gắn lột cây cũng như cháo hả? Gắn lột cũng như cháo, như cho cháo đi. Mà dưới cái đìa này nè, dưới cái đìa này là cá trắng nhiều lắm, cá sặc, cá rô, cá linh. Sáng này dính ít quá cả nhà, sảy nhiều quá. Cá này mình để hôm hôm mình về giờ đó không sớm nữa đâu, 7-8 giờ gì. 8 giờ mấy 9 giờ thì ăn cơm cho 1-10 giờ. Ủa, đây nè cả nhà ơi, biết vườn nhỏ nữa nè, bó bó đầu quặt kìa. Ôi. 200 gram hơn. Chết luôn, chết ốc ăn luôn, ốc ăn cái đó quăng này nó còn không? Còn không? Còn tiếp nó mới được đó. Ủa, cái này cũng trồng có độc đó. Sáng này sao mà chảy quá trời. Ui, có em nữa. Nuốt luôn kìa. Nước luôn, nước cắn luôn nè. Ừ,
bỏ 6 rồi. Cắn cái cần câu cái còn muốn hết luôn. Còn đuối được trong cây không? Đẩy đất, cái đó sảy nữa kìa. Này sảy nữa. Quá trời cá sảy. Đây 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 cả nhà, quăng lắm rồi nè. Đó đó, con cá này nó bự lên đâu. Đó 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 đó. Được. Lên lên luôn. Bự thật, bự đâu. 200 g. Thấy nó liệt 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 liệt. Giết cái đứt mà chỗ đó chưa? À, quăng cái kìa. Còn ai được. Này làm lại. Này cả nhà, hôm nay buổi sáng hai anh em thăm nè, cũng được ký mấy đó cả nhà. Nhưng mà hai anh em sẽ cho chú chạy, gửi lại cho ông chú ở trại này cả nhà. Rồi ông chú ông tóm lại cái. Thôi thì mang về chồng. Rớt xuống đi luôn á. Rớt đầu rớt. Ngoài ngoài qua cái đầu cây. Đó, gửi lại cho ông chú ổng làm lúa ngay trại này cả nhà. Thì mấy cái đề này đã cắt rồi nhưng mà cũng thuộc cái phụ phận mà đất của ông chú ổng mướn đó cả nhà. Cho nên mình cũng hỏi ông chú ổng cắm rồi ổng cho cắm. Thì dính cái mình gửi lên ông chú mà ổng đây ổng sống rồi có nên đâu mà. Ông làm lúa đây nè. Giờ ổng đi về gãy phân nè. Đi trồng phân à. Rồi, giờ hai anh em về cả nhà. Dạ. Rồi video của hai anh em cũng xin tạm dừng tại đây cả nhà. Hẹn cả nhà video sau nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Đi.